Hoan nghênh đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bước sang năm mới, ai ai trong số chúng ta cũng tò mò và muốn tìm hiểu xem vận trình số phận của mình trong năm mới sẽ như thế nào, đặc biệt là với quý vị tuổi Kỷ Sửu. Quý vị có muốn biết trong năm 2023 Quý Mão mình có được may mắn thuận lợi không ạ? Vừa thoát khỏi hạn thay tuế, bước sang năm 2023 Quý Mão, những gia chủ tuổi Kỷ Sửu cực kỳ may mắn, làm gì cũng thành công và thuận lợi, gia đạo thì hưng vượng, bình an. Trong năm nay, quý vị là một trong số ít con giáp được mọi người kính nể và ghen tị vì những thành công của mình. Vốn dĩ là người thông minh, đôn hậu, có tấm lòng bác ái, cuộc sống những năm trước đây gặp không ít trở ngại và sóng gió trong cuộc đời. Tuy vất vả là thế, nhưng tiền tài thu được chẳng có là bao, hơn nữa lại còn bao chuyện thị phi, tai tiếng bủa vây. Nhưng quý vị hãy quên những điều đó đi, bước sang năm 2023 Quý Mão, quý vị sẽ có một cuộc sống hết sức viên mãn và thành công cũng nhờ những nỗ lực trước đây mà bây giờ quý vị có thể hưởng thụ trái ngọt trong cuộc đời. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta hãy cùng vào phân tích cụ thể vận trình của quý vị tuổi Kỷ Sửu nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nam mạng trong năm 2023. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Gia chủ nam mạng Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi, cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng, nên mọi chuyện rơi vào thế không thể vãn hồi. Vận mệnh gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền Trung vận. Tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Người tuổi Kỷ Sửu gặp năm Quý Mão không phải chịu tác động trực tiếp của thái tuế, nên năm nay về cơ bản là một năm bình ổn. Tuy nhiên, đường tài vận của bản mệnh không vượng, vì thế tốt nhất là không nên ham làm giàu, nếu không dễ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Hãy thỏa mãn với những gì mình đang có và dần gạt bớt những thứ yếu trong cuộc sống. Đường hôn nhân, gia đình của bản mệnh đa phần bình ổn, không gặp phải quá nhiều biến động. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Kỷ Sửu sinh năm 1949 nam mạng gặp phải: sao chiếu mệnh, sao thủy diệu, vận hạn, thiên tinh, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ sinh năm 1949 nam mạng Kỷ Sửu không gặp tam tai. Hạn hoang ốc, phạm lục hoang ốc, đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim lâu, phạm kim lâu. Về địa chi, Sửu gặp Mão, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và bình ổn. Xét về mối quan hệ thiên can kỷ âm thổ gặp quý dương thủy là thất sát, thiên quan. Trong năm nay, các gia chủ Kỷ Sửu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Kỷ Sửu nam mạng cần chú ý tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ Kỷ Sửu, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Sửu sinh năm 1949 nam mạng.
Trong năm 2023, gia chủ Nam Mạng Kỳ Sửu sinh năm 1949 gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức, tinh quân, trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Hóa giải vận hạn sao Thủy Diệu. Thực hiện cúng dâng sao Thủy Diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch. Đây chính là ngày sao Thủy Diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao Thủy Diệu vào khoảng từ 19 đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có đề dòng chữ Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, 7 ngọn đèn hoặc là nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây phẩm oản, nước, chấu cau, muối, gạo đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải là màu đen, nếu các vật có màu khác thì sử dụng giấy đen hoặc bọc lại rồi mới thực hiện bày trên mâm cúng. Sau khi mâm cúng bày xong, đặt mâm lễ hướng về hướng chính bắc rồi mới thực hiện làm lễ cúng. Hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sao này vào ngày 21 âm lịch, phụ nữ dùng mộc tiết nhưng đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Gia chủ Kỳ Sửu sinh năm 1949 Nam Mạng, năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau. Thiên tinh phải mắc dạ tai mục hình. Có nghĩa thiên tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột. Bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ, gia chủ cần biết, hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm. Gia đạo bất hòa, khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm. Tai bay vạ gió bị người khác vu khống hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương, đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, nhất là phụ nữ mang thai, cẩn trọng việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương, cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc, viên mãn. Luận tử vi Kỳ Sửu sinh năm 1949 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia chủ Kỳ Sửu Nam Mạng sinh năm 1949, tháng đầu năm này, gia đạo bất hòa. Tháng 2, đây là tháng gia chủ có sự duy triền, đi lại nhiều, ngoài ra cũng cần cẩn thận các thương tổn tới chân tay. Tháng 3, tiền bạc người tuổi 1949 Nam Mạng trong tháng này có sự tiêu pha nhiều, sức khỏe kém nên chú ý. Tháng 4, tháng này công việc làm ăn của những thành viên trong gia đạo của gia chủ có sự mở mang nhiều, tuy nhiên đây cũng là tháng sức khỏe của gia chủ cần chú ý. Tháng 5, trong gia đạo bất hòa, mâu thuẫn quan điểm. Tháng 6, đây là tháng sức khỏe của gia chủ không được tốt, ngoài ra trong nhà có nhiều chuyện buồn phiền đưa tới. Tháng 7, trong tháng này, công việc làm ăn, buôn bán, kinh doanh của các thành viên trong gia đạo của người tuổi 1949 Nam Mạng không được tốt. Tháng 8, nhờ được quý nhân giúp đỡ nên công việc gì có thể gặp hung hiểm nhưng sau cũng được cắt lành hanh thông. Tháng 9, gia chủ đón nhiều tin vui trong tháng này, tuy nhiên sức khỏe của quý bạn trong tháng này chú ý đến đường tiêu hóa không được tốt. Tháng 10, công việc kinh doanh làm ăn của những thành viên trong gia đạo không được tốt. Tháng 11, đây là tháng mọi việc của gia chủ dự tính, kế hoạch mưu sự đều đạt được kết quả như mong muốn, trong gia đạo đón nhiều niềm vui mới. Tháng 12, tháng cuối năm, quý bạn tuổi 1949 Kỷ Sửu Nam Mạng có sự sửa sang, mua sắm lại đồ dùng trong nhà hoặc mộ phần của tổ tiên. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, đối với hầu hết những người Kỷ Sửu sinh năm 1949, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang. Nếu bạn là một Kỷ Sửu tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Năm Quý Mão 2023, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên bản mệnh không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong mọi việc. Hãy thỏa mãn và hài lòng với những gì mình đang có, không nên yêu cầu quá mức ở bản thân mình cũng như con cái, mọi người xung quanh.
nên tránh những lời dụ dỗ của người ngoài trong việc bỏ tiền đầu tư rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định lớn nhỏ nào, tốt hơn cả là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự mình đưa ra quyết định khiến mình lâm vào rắc rối. Về tài chính, năm nay tình hình tài chính của gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 ổn định chứ không vượng. Vì vậy người tuổi này cần chú ý tránh xa những mối đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận cao nhưng kèm theo đó là rủi ro lớn. Tuổi này nên dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn, tránh ham làm giàu, chớ nên nghe theo những lời ngon ngọt của người ngoài mà đem hết tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư vào những nơi không đáng tin tưởng. Về sức khỏe, năm nay, tình hình sức khỏe của người sinh năm 1949 không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, cần cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, tránh cho bản thân bị thương. Một số người bị đau xương khớp, gân cốt thì không nên vận động mạnh. Chú ý tìm những hoạt động phù hợp với sức của mình. Bạn cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem này sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, nam mạng. Về tình cảm, gia đạo. Xem tử vi năm Quý Mão 2023, người tuổi Kỷ Sửu không gặp nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm, yêu mến của con cháu trong nhà. Mối quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng tốt đẹp, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Đến tuổi này, bạn nên tận hưởng những năm tháng yên bình, tốt nhất hãy giữ tâm lý lạc quan, tích cực, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù có gặp phải vấn đề gì quá bất ngờ, bản mệnh cũng chớ nên lo lắng quá mức, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người tuổi Sửu sinh năm 1949 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong năm nay, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình thì hãy bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân, tị dậu sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem nề sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống, không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão. Từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.